Và đây là chiếc xe AB2018 với cái ổ khóa zin có sẵn trên chiếc xe. Đây là ổ khóa zin mà khi mua xe AB018 nó có sẵn. Thì sau khi được nâng cấp tính năng chống cướp và tính năng chống dắt, bây giờ mình sẽ làm cái clip để cho các bạn biết cái tính năng sau khi đã được nâng cấp. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn. Thì rồi nổ máy. Thì đối với những chiếc xe mà Ly 2018 và AB2018 thì sau khi nâng cấp tính năng chống cướp thì chỉ cần mang cái remote đi ra xa hơn 2m thì xe nó sẽ tự động tắt máy và nó hút còi. Rồi bây giờ mình sẽ mang cái remote đi ra xa cho các bạn thấy. Không cần bấm ha. Chỉ cần mang ra 2m xe nó sẽ tự động nó tắt máy và nó hú còi. Đó, cứ đủ tầm khoảng 12 giây thì tự động nó tắt máy. Đó, các bạn thấy nó đã tắt máy rồi ha. Tất nhiên là bây giờ đề lại không được. Và đồng thời vặn nín xuống, xe nó sẽ vặn hú nha các bạn. Đây là điều mà hầu như không ai làm được hết. Vặn nín xuống xe nó vặn hú. Rồi chỉ cần mang cái remote lại gần và chúng ta sẽ tự động nó xe sẽ im lặng và chúng ta có thể mở được điện đi. Đó, cực kỳ là tiện lợi, cực kỳ là an toàn. Thì đối với tình huống này thì hầu như là chiếc xe đã được bảo vệ 100%, miễn là cái remote nó nằm trên người mình. Đó. Rồi và bây giờ tiếp theo là cái tính năng mà rất là nhiều người mong muốn trên chiếc xe Li AB 2018. Là tính năng mà chống dắt. Thì như các bạn đã biết thì bộ zin của hãng nó không có tính năng này. Và có xe máy đã làm được tính năng này cho những chiếc xe mà không có. Thì bây giờ để kích hoạt tính năng chống dắt thì chúng ta tận dụng nút tìm xe, bấm liên tiếp 2 lần thì nó sẽ kích hoạt tính năng chống dắt. Nếu như chỉ bấm 1 lần thì nó vẫn là tìm xe. Đó, các bạn thấy ha. Chúng ta vẫn tìm xe bình thường ha. Dần bấm 1 lần. Rồi nếu như cái đặt tính năng chống dắt thì chúng ta chỉ cần bấm 2 lần liên tiếp, 1 lần, 2 lần và đèn ổ cái trên xe, cái xin nhan xe chớp 1 lần nữa là cái đó là cài tính năng chống dắt. Rồi sẽ làm lại cho bạn thấy ha. Bấm 1 lần, thêm lần nữa để xin nhan nó sẽ chớp một cái. Đó. Rồi bây giờ ai đụng vô xe lần đầu tiên thì nó sẽ chớp đèn báo hiệu. Đó. Và nếu như tiếp tục đụng thì nó sẽ cảnh báo 2 tiếng kèn. Và tiếp tục đụng nữa thì nó sẽ hú luôn. Đó, nó sẽ hú. Rồi, đây là tính năng chống dắt do khối xe máy làm ra đầu tiên trên những chiếc xe Li và AB018.